Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đánh giá chi tiết hơn về chiếc Kobo Elipsa sau một tuần mình sử dụng. Thì video này thì mình sẽ nói với các bạn bốn cái yếu tố. Đầu tiên là về mặt thiết kế, thứ hai là về cái phần cứng của chiếc Kobo Elipsa, thứ ba là về màn hình hiển thị và thứ tư ấy là về cái bút và tính năng ghi chú của chiếc Kobo Elipsa này. Đầu tiên là về mặt thiết kế. Từ trong video đầu tiên khi mà mình bóc hộp chiếc máy này ra thì mình đã đánh giá cao về mặt thiết kế của chiếc máy này rồi. Và trong một tuần vừa qua mình sử dụng chiếc máy này thì cái nhận định đấy của mình không thay đổi. Mình vẫn thích thiết kế này, mình vẫn thích cái cách mà Kobo làm cái thiết kế của chiếc Kobo Elipsa, cái cách mà Kobo hoàn thiện cái sản phẩm của họ, mọi thứ rất là đẹp, rất là trơn tru, rất tỉ mỉ, rất là ok. Chiếc máy này có khối lượng là 340 g. Có thể với một vài người thì sẽ cảm thấy nó hơi to, hơi nặng nề, nhưng mà với mình thì ở tay to là một, thứ hai là mình sử dụng quen những cái thiết bị nó to và nặng. Ví dụ như chiếc iPad Pro 11 inch này rồi, nó tận 480 gram cơ. Cho nên khi mình cầm chiếc máy này lên tay thì mình vẫn cảm thấy nó khá là thoải mái và dễ chịu. Mình cho rằng là các bạn cũng sẽ nhanh để làm quen với cái thiết kế chiếc máy này, bởi vì nó to và trọng lượng nó không phải là quá lớn. Cho nên là nó vẫn mang lại chúng ta một cái cảm giác nó khá là thoải mái và dễ chịu, và đặc biệt là nó có cái báng cầm như thế này. Cho nên là nó sẽ giúp chúng ta khi mà cầm chiếc máy lên tay nó tự tin hơn và thoải mái hơn. Ok, đấy là về những cái điểm mà mình thích ở cái thiết kế của chiếc Elipsa. Còn cái thứ mà mình không thích ý, thì vẫn quay lại cái câu chuyện về nút nguồn này. Cái này mình đã nói từ ngay video đầu tiên rồi, đấy là cái nút nguồn. Mình không hiểu tại sao mà Kobo lại làm cái nút nguồn này nó bằng với thân máy. Đấy, thế nên thành ra là mình phải chế thêm một cái nút ở đây, các bạn thấy chưa? Mình dán thêm, nó dày lên khoảng độ tầm gần 1 mm gì đấy. Và cái thứ hai cũng liên quan đến nút nguồn này. Nếu mà là mình ý, thì mình sẽ làm nút nguồn này nó di chuyển ra giữa phần thân máy đấy các bạn này. Thì khi đấy chúng ta cầm dù là tay trái, tay phải thì chúng ta đều dễ tiếp cận với cái nút nguồn này. Mình dùng chiếc máy này đến một tuần rồi và mình vẫn cứ bị lẫn là không biết cái nút nguồn này nó nằm ở đầu này hay là đầu này. Thế thành ra là khi mỗi khi dùng thì cứ phải sờ sờ này đấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta để nút nguồn ở giữa thì mọi chuyện nó đơn giản hơn rất là nhiều. Thì đấy là cái thứ mà mình không thích về cái thiết kế của chiếc máy này thôi. Ok. Thứ hai là về phần cứng của chiếc máy này. Chiếc máy này sử dụng cái chip là 1.8 GHz và RAM là 1 GB, bộ nhớ trong là 32 GB. Mình phải nói rõ chỗ này các bạn này. Chiếc máy này có giá là 12 triệu bằng một chiếc iPad nào đấy, nói chung là mức giá khá là cao rồi các bạn. Chiếc Kobo ấy thì nó sử dụng cái hệ điều hành mở các bạn nhá, nó không phải là đóng như kiểu chiếc Kindle này. Kindle nó giống như kiểu iPhone, iPad ấy, iOS ấy, tức là nó không cần phải một phần cứng quá mạnh, nó vẫn đảm bảo là tốc độ nhanh, sự ổn định và mượt mà. Đấy, và bao nhiêu năm nay các bạn thấy Kindle, những cái máy mà từ 2013, 14, 15 đến bây giờ nó vẫn dùng rất là mượt, rất là nhanh. Thì đấy là bởi vì nó một phần nữa là nó phụ thuộc vào cái hệ điều hành của nó. Nhưng mà chiếc Kobo này sử dụng cái hệ điều hành mở. Hệ điều hành mở thì nó giống như Android và nó đòi hỏi một cái phần cứng nó mạnh mẽ hơn để nó có thể làm mọi tác vụ nhanh hơn và mượt hơn. Tuy nhiên một chiếc máy 12 triệu mà Kobo lại khá là keo kiệt trong cái việc mà cung cấp phần cứng cho chiếc máy này. Thế thành ra ấy là mọi thao tác của chiếc Kobo Elipsa, và nó không chỉ là chiếc Kobo Elipsa các bạn nhé, mà nó là cả Clara, cả Libra, cả Forma, nó cứ bị chậm chậm khi mà so với Kindle. Thì thực sự là nhiều người mà đang dùng Kindle khi mà chuyển sang Kobo sẽ cảm giác hơi ức chế và khó chịu với mọi thao tác khi mà sử dụng. Từ cái việc của chúng ta quay về màn hình chính này, các bạn thấy này, nó bị chậm này. Đấy, mặc dù nó nhanh hơn những chiếc Kobo Libra trước đây nhé, nhưng mà với mình một chiếc máy 12 triệu thì nó vẫn là chậm. Vẫn là chậm. Chúng ta chọn sách, hay ví dụ đơn giản thế này các bạn này. Mình sẽ vào phần nốt để các bạn hình dung. Khi mà chúng ta viết bình thường như này đấy, và chúng ta xóa ấy, thì Kobo nó có một cái thuật toán là khi chúng ta xóa xong ấy thì nó sẽ refresh trang. Đấy, các bạn xóa xong và các bạn phải chờ khoảng độ tầm 1 đến 2 giây thì nó mới refresh và chúng ta mới viết tiếp được. Cái thao tác này nó hơi khó chịu đối với mình. Mặc dù cái thuật toán này mình đánh giá là thông minh nhá, nó không để lại cái bóng mờ để chúng ta viết một cái trang mới nó đẹp và nó dễ chịu. Nhưng mà bởi vì cái phần cứng nó kém, thành ra là nó làm cái thao tác chúng ta viết lách like, nó bị delay, nó bị chậm đi. Đấy là cái điều mà mình không thích ở cái việc mà Kobo hơi keyboard trong trong cái việc mà cung cấp cái phần cứng cho chiếc Kobo Elipsa 12 triệu của họ. Đấy. Hay chẳng hạn ví dụ như này để các bạn thấy rõ hơn này. Kobo có một cái phần mềm cái tính năng khá là thông minh khi mà đọc truyện tranh, chẳng hạn như đây là cái bản gốc của bộ Phoenix nhé, tức là nó có cái phần viền trắng khá là dày. Thì chúng ta có thể zoom nó ra như này. Đấy, các bạn thấy chưa? Khi mà chúng ta zoom một trang như này thì tất cả các trang sau nó sẽ nhớ cái vị trí zoom như này, cái kích thước zoom như này, và chúng ta cứ thế mà lật trang thôi. Đấy, thì nó sẽ giữ nguyên, chúng ta không phải zoom từng trang nhé. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy là cái thao tác zoom của nó này. Uầy. Chậm chưa? Úi giời ơi. Thấy chưa? Rất là chậm.
đôi khi mình cứ ức chế với cái chỗ này đấy, phải nói là như vậy đấy. Thì đấy là cái hạn chế về mặt phần cứng của chiếc Kobo Elipsa. Và một cái điều rất là buồn cười nữa của chiếc máy này là cái gì, nó được trang bị cái cổng Type-C với các bạn ạ. Nó được trang bị cổng Type-C nhé, nhưng mà bằng một cách kỳ diệu nào đấy, Kobo không làm cho nó hai cái tính năng mà đáng nhẽ Type-C phải có, ấy là sạc nhanh và chuyển dữ liệu nhanh. Chiếc máy này có dung lượng pin là 2400 mAh và sạc nó vẫn rất là chậm, lâu mới đầy. Và thứ hai là mặc dù Type-C nhưng mà tốc độ copy dữ liệu của nó chỉ loanh quanh khoảng tầm 10-11 MB. Ôi trời, mình không hiểu, nó chỉ nhanh hơn một chút so với những chiếc Kindle Acid, chiếc Kobo Libra sử dụng cổng micro USB từ ngày xưa. Khó hiểu thực sự luôn ý. Đấy là về phần cứng của chiếc máy. À, thêm một cái nữa, đấy là pin. Chiếc máy này có dung lượng pin là 2400 mAh và nó mang lại một cái thời lượng sử dụng cực kỳ trâu bò các bạn. Mình phải dùng từ nhé, là cực kỳ trâu bò. Chiếc Libra ấy, nó có dung lượng pin có 1200 thôi, mà các bạn biết là nó khủng khiếp như nào rồi đấy. Và chiếc máy này nó chỉ lớn hơn chiếc Libra là 3 inch thôi, nhưng mà nó dung lượng pin của nó gấp đôi. Mình đọc truyện tranh ấy, thì một tiếng nó chỉ tụt khoảng độ tầm 4% đến 5%, mình không nhớ lắm, bởi vì là cứ đọc một lúc xong là mình lại quên mất là lúc bắt đầu đọc là bao nhiêu phần trăm pin, bao nhiêu thời gian là bao nhiêu, nhưng mà chỉ áng chừng khoảng độ tầm 4-5% thôi. Đọc sách chữ thì nó chỉ khoảng độ tầm loanh quanh 3% một tiếng thôi. Pin nó trâu kinh khủng. Đấy là cái điều mà mình rất thích Kobo, khi mà họ tối ưu cho cái thời lượng pin của những chiếc máy của họ. Đấy, các bạn không phải suy nghĩ về thời lượng pin. Và nếu mà để nói về thời lượng pin thì những chiếc máy Kobo là những chiếc máy mà có thời lượng pin tốt nhất trong các máy đọc sách ở trên thị trường hiện nay. Chắc chắn là như vậy, cực kỳ trâu bò. Thì đấy là về cái phần cứng của chiếc máy này. Và cái thứ ba mình muốn chia sẻ với các bạn đấy là về màn hình, về chất lượng hiển thị của chiếc Kobo Elipsa. Ngay từ đầu khi mình cầm chiếc máy lên tay, mình đã phải nói là wow, sướng quá, đẹp quá. Nó đẹp bởi vì hai yếu tố các bạn ạ. Cái thứ nhất là thực sự là cái chất lượng hiển thị, cái tấm nền của chiếc Kobo Elipsa này nó đẹp, rất là đẹp. Đấy. Và cái thứ hai là bởi vì sao? Bởi vì nó to. Uầy, các bạn cầm hình dung nó như một cái trang A4 này. Các bạn đọc nội dung mọi thứ ấy, nó giống như các bạn đang đọc một cuốn sách. Và khi các bạn ghi chú viết ấy, thì nó giống như kiểu các bạn đang viết lên cái cuốn sổ, cuốn sách của mình ấy. Nó sướng, nó đã lắm. Chứ là phải nói rằng là cái chất lượng hiển thị của chiếc máy này rất là đã, rất là tuyệt vời. Các bạn lưu ý nhé, chiếc Kobo Elipsa có mật độ điểm ảnh là 227 ppi. Mình bóc chiếc máy này ra dùng được khoảng 2 hôm thì bắt đầu mình mới để ý và tìm cái thông số về chiếc máy này. Thì mình mới phát hiện ra, ố, có 227 ppi mà sao nó nét thế. Đấy, thực sự là đến khi mà mình đọc thì mình mới biết là 227 ppi. Còn khi mình sử dụng thì thực sự là nó vẫn đảm bảo một cái độ sắc nét, chúng ta gần như chúng ta rất là khó để phân biệt được cái khoảng cách, cái sự khác biệt giữa một màn hình 227 ppi và một màn hình 300 ppi. Một phần nữa là với những cái thiết bị to như này ấy, thì chúng ta khi mà sử dụng ấy, thì chúng ta sẽ để một cái khoảng cách nó lớn hơn so với những chiếc máy mà có màn hình 6 inch hay là 7 inch. Thế nên là màn hình của chiếc Kobo Elipsa này mặc dù 227 ppi nhưng nó vẫn đảm bảo chúng ta một cái sự sắc nét, không chỉ khi chúng ta đọc sách chữ mà nó còn cả là truyện tranh các bạn ạ. Để các bạn hình dung này, wow, thấy chưa, nét đẹp, rất là sướng. Tấm nền của Kobo bao nhiêu năm nay, 3-4 năm trở lại đây, vẫn rất là đẹp, độ tương phản rất là tốt, trong trẻo, màu đen thể hiện rất là đậm đà, nhìn vào rất là đã mắt, rất là thật. Hôm nay hơi tiếc là mình không còn cửa hàng không còn chiếc A3 với cả Libra nào để so sánh, thì mình sẽ đưa cái chiếc Kobo, mình sẽ đưa chiếc Kindle Voyage này để so sánh với các bạn cho dễ hình dung hơn. Vì dù sao với rất là nhiều người dùng thì người ta đánh giá rằng màn hình của chiếc Voyage này nó còn đẹp hơn cả màn hình của chiếc Acid 2 và Acid 3. Cá nhân mình đồng ý điều đấy. Thế nên là khi mà đưa chiếc Voyage này ra để so sánh thì nó cũng giúp các bạn có một cái nhìn nó tổng quan hơn về cái màn hình của chiếc Kobo Elipsa này. Các bạn thấy chưa? Chiếc Kobo Elipsa vẫn đảm bảo cho chúng ta sự trong trẻo, sắc nét, tương phản tốt, mọi thứ rất là đẹp, gần như không có gì để chê. Không có gì để chê về màn hình của chiếc Kobo Elipsa này. Cái điều đáng tiếc nhất chắc là nó không có đèn vàng. Mình không biết là nguyên nhân tại sao Kobo lại không làm đèn vàng trên chiếc Elipsa này. Thì cái này sẽ tùy vào nhu cầu và thói quen của mỗi người nhé. Mình không đánh giá rằng đấy là ưu hay nhược điểm. Tất nhiên là có thì vẫn tốt là hơn là không. Không thì chắc chắn là không thể tốt bằng có. Ok, về màn hình mình không có gì để chê. Ok, về cái thứ ba, Cái cuối cùng là mình muốn nói với các bạn về cái chiếc bút, về cái tính năng ghi chú của chiếc Kobo Elipsa. Ok, đầu tiên là về chiếc bút này đi. Thì từ cái lúc mà mình bóc hộp ấy, mình đã nói với các bạn là gì, chiếc bút này mình vừa thích vừa không thích.
thích ở chỗ là nó cái cảm giác cầm nắm ấy, nó rất là vừa tay các bạn, nó không quá nhỏ, không quá to, nó rất là vừa tay với đa số chúng ta. Cho nên khi chúng ta cầm nó rất là dễ chịu, thoải mái, và thứ hai là nó ngắn, nó không quá dài như là chiếc Apple Pencil này. Các bạn cầm thấy cái bút này cầm thấy nó có thô không? Đây, trong khi đấy cầm chiếc bút của chiếc Elipsa nó rất là dễ chịu, nó rất là đẹp ấy, ngắn hơn khoảng tầm 3 cm. Wow, mình thích cái độ dài như thế này. Cái thứ mà mình không thích ở chiếc bút này đấy là gì? Thứ nhất là nó nặng, thực sự là hơi nặng. Hơi nặng. Thứ hai là vỏ của nó làm bằng nhôm. Mình không thích làm vỏ nhôm. Tất cả các thiết bị nhé, không chỉ là mỗi cái bút nhé, vỏ nhôm thì nó đẹp, nó sang trọng hơn, tuy nhiên là nó không mang lại chúng ta một cái cảm giác cầm nắm nó thân thiện, nó gần gũi, nó dễ chịu. Đấy, thành ra là mình phải bọc thêm một cái lớp này. À, chia sẻ luôn, nếu như bạn nào mà thích cái bọc như này ấy, các bạn mua cái ống gọi là ống co nhiệt ấy, người ta dùng để làm điện các thứ ấy. Cái ống này có đường kính là 10mm các bạn nhé. Các bạn về cắt đúng bằng cái chiều dài của cái bút này này. Đấy, sau đấy thì các bạn lấy cái máy khò hoặc là máy sấy, các bạn sấy nó nóng thì nó sẽ tự co vào ôm sát cái phần bút này của chúng ta, nó rất là đẹp ấy. Đấy, các bạn thấy chưa, rất là rẻ luôn, không cần phải mua cái gì ghê gớm cả, kể cả Apple Pencil của mình cũng thế. Tất cả chỗ này chỉ mất có mấy nghìn thôi, trong khi đấy nếu mà mua một cái case cho chiếc Apple Pencil này nó cũng phải độ tầm 70-80 nghìn, rất là lãng phí. Đấy, ok. Đấy là chiếc bút này. À, thêm một điều nữa là chiếc bút này nó dùng được ngòi này các bạn, nó thay cái ngòi này. Đấy, các bạn thấy chưa? Cái ngòi này nó giống với ngòi của chiếc S Pen của Samsung. Mình có đặt mấy cái ngòi về rồi nhưng mà chưa thấy ship về. Mình đoán chắc là nó sẽ dùng được chung với nhau, bởi vì cái phần ngòi này nó có cái gì đâu, nó chỉ là một cái cục nhựa này và nó có tính năng dẫn điện thôi, nên mình chắc là nó sẽ dùng được với nhau thôi. Và Kobo cũng tặng kèm một cái ngòi sơ cua cho người dùng ở trong hộp bút các bạn nhé, nếu như bạn nào mua thì để ý. Và cái ngòi của Samsung thì nó rất là rẻ, có mình mua 5 ngòi có 30 mấy nghìn, 5 ngòi tức là mỗi ngòi khoảng tầm 7-8 nghìn đấy. Mình thích cái cách, cái giải pháp mà Kobo làm cái bút này. Đấy, tức là việc thay này nó rất là đơn giản, rất là dễ và nó rất là rẻ. Và thêm một điều nữa, tại sao mình thích cái bút này? Đây là một cái bút của chiếc Nova 3. Chiếc bút này của Nova 3 thì khi nào mà các bạn dùng Nova 3, các bạn sẽ thấy rằng là nó khi các bạn dùng ấy, thì nó sẽ có những cái thanh công cụ nó sổ ra cho các bạn, để các bạn lựa chọn những cái điều trên, những cái tác vụ trên đấy, viết này, xóa này, rồi khoanh vùng, lựa chọn highlight đấy. Tuy nhiên cái điều đấy Kobo xử lý tất tật tật trên cái bút này, và thành ra chúng ta có một cái trang trọn vẹn như này để chúng ta viết. Các bạn thấy đấy, nó không có cái gì ở trên cái màn hình cả, chúng ta cứ viết thôi. Đấy, tôi là Đông Hải. Đấy, và mình muốn highlight tất cả trên bút này, mình muốn xóa. Các bạn thấy chưa, tức là mọi thao tác chúng ta có thể thực hiện trên chiếc bút này, không cần phải chạm vào thanh công cụ rồi chọn. Mình thích cách làm cái phần mềm và những cái phần cứng hỗ trợ của chiếc bút này rất là thông minh và rất là tiện dụng. Đấy, thế còn về tốc độ xử lý của chiếc bút này đi. Mình sẽ so sánh luôn với chiếc Book Nova 3 này. Trong cái video đầu tiên khi mà mình bóc hộp chiếc máy ra thì mình có nói rằng là cái bút này nó bị delay, nó bị chậm và thi thoảng nó còn bị lag. Đúng, nhưng mà trong một tuần mình sử dụng vừa rồi thì nó có một bản cập nhật, và sau khi mình cập nhật và khởi động lại, reset lại chiếc máy này một lần thì bây giờ mình đánh giá rằng chiếc bút này đã thực hiện tốt cái tính năng ghi chú của nó. Đây, mình sẽ thử để các bạn biết được cái độ delay của hai chiếc máy này nó khác nhau như thế nào. Ok, bên phải mình là chiếc Nova 3, bên trái mình đấy là chiếc Kobo Elipsa. Mình sẽ thử chậm trước nhé. Các bạn thấy chưa, tốc độ phản hồi gần như là tương đương nhau. Nó có chậm hơn chiếc Nova 3 một chút xíu thôi, nhưng mà nó ít lắm. Gần như là với cái tác vụ chúng ta viết hàng ngày, viết bình thường ấy, thì các bạn không cần phải lăn tăn về cái chuyện đấy đâu. Mình sẽ thử lại nhé. Hải Kindle. Video mình để tốc độ bình thường, không để tua nhanh nhé. Review Kobo Elipsa Hà Nội. Hôm nay là ngày 29 rồi. Các bạn thấy chưa, tốc độ của nó nhanh. Mình đảm bảo nó đáp ứng được cái nhu cầu về việc viết like ghi chú của các bạn.
trừ những người mà tốc ký viết rất là nhanh. Khi mà các bạn viết nhanh đến cái độ mà chiếc máy này nó không nhận được, nó không theo kịp ấy, thì mình đảm bảo là chiếc Nova 3 hay là chiếc máy đọc sách nào mà có tính năng ghi chú cũng sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu đấy của các bạn. Và lúc đấy các bạn sẽ phải tìm đến iPad. Chiếc này nó không đáp ứng được nếu như các bạn viết nhanh đến mức độ đấy. Ok, xem nào, nó còn cái gì về chiếc máy này nữa không nhỉ? À quên mất, còn một điều nữa là mình quên nói mất. Cái màn hình của chiếc máy này các bạn này, nó có một cái độ nhám. Ở bên phải của mình là chiếc iPad mà mình cũng đang dán màn hình nhám. Hay như là chiếc Nova 3 đi, nó cũng là một cái chiếc máy hướng tới đối tượng người dùng, đấy là sử dụng cái tính năng viết và vẽ, ghi chú. Tuy nhiên cái màn hình của chiếc Elipsa ấy, nó làm nhám lắm các bạn. Mình sẽ để cái mic xuống để các bạn nghe được cái tiếng lạo xạo khi mình sờ tay lên nhé. Đấy, và mình viết này. Ok. Thế nên ý, là cái cảm giác khi mà chúng ta viết ở trên chiếc Elipsa này, thực sự nó sướng lắm các bạn. Wow. Nó có một cái độ trễ, nó có một cái độ lì, nó có một cái độ gằn khi mà chúng ta viết, giống như chúng ta cảm giác đang viết ở trên những tờ giấy, mà thậm chí không phải là giấy trơn mà phải là giấy nhám nhám cơ. Đấy. Thế nên là các bạn viết, nếu như bạn nào mà thực sự viết đẹp ấy, thì khi các bạn cầm chiếc Elipsa này lên tay ấy, các bạn sẽ viết nó rất là đã tay. Đấy. Ở đây thì Kobo cũng cung cấp cho người dùng rất là nhiều cái nét bút. Mình cho rằng thế này là đủ rồi, nó không cần phải làm quá phức tạp một cái tính năng, chỉ đơn giản là ghi chú lên. Đấy, một vài cái nét bút, bút bi này, bút mực này, bút đậm nhạt này, kiểu vẽ này và highlight. Có 5 mức độ đậm nhạt và 5 mức độ màu khác nhau. Mình sẽ thử với cái bút đậm nhạt đấy đi. Cho nhỏ hơn một chút. Đấy, tiện ở chỗ là chúng ta chỉ cần cầm bút thế này và xóa luôn, không có phải thao tác gì khác nữa cả. Xin lỗi các bạn, chữ mình không được đẹp lắm. Đấy. Đấy các bạn thấy chưa? Chữ mình xấu xấu bẩn bẩn thế mà viết bằng cái bút này trông nó đẹp hơn hẳn. Đấy, mình thích cái cách mà Kobo hoàn thiện những cái tính năng liên quan đến cái việc mà viết, vẽ, ghi chú này. Mình không có thói quen là lên kịch bản sẵn hay là gạch đầu dòng cái nội dung khi mà làm video đâu. Thành ra có thể nó có thể thiếu sót cái gì đấy, thì nếu mà bạn nào có thắc mắc hoặc có câu hỏi nào thì các bạn cứ comment hoặc là inbox thì mình sẽ trả lời chi tiết hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.